Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ghế Nhà Trần Sơn. Hôm nay shop tiếp tục về một cái mẫu ghế VIP của hãng Fujizuki. Cái mẫu này rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đây, bây giờ khui ra cho mọi người cùng xem này. Con này là bản SKS7100, bản cao nhất bây giờ đấy nhá. Đây, để dỡ ra. Mã này là mã cao nhất của cái phiên bản SKS này. Vừa chuyển được từ bên Nhật về mọi người nhé. Cái này là chuyển được về cho mọi người chơi là nó cũng rất là kỳ công. Đây này, cho mọi người xem này. Đấy, để mua được một con ghế này. Đấy, từ 6 tháng 3 2024 này. Đấy. Đấy. Mua được một con ghế mất mấy tháng mới chuyển về được cho mọi người này. Đây, đây con này SKS71 nhá. Đây mọi người nhìn này, rất là đẹp này. Đấy, rất đẹp luôn. Cái này về là nguyên bản nó như thế này nhá, mọi người nhá, mới cứng luôn nhá. Đấy. Ui giời. Đây, bây giờ dỡ hết ra. Cái này nếu mà về chỉ vệ sinh qua cái bụi này thôi mọi người nhé. Rất là mới. Trong này. Ui sợ. Mới cứng luôn. Ghế này nó kiểu dạng hàng trưng bày mọi người nhé. Đấy, hàng trưng bày. Đây này. Con này nó hàng trưng bày ở bên Nhật. Rất là mới. Đây. Nó hơi bụi bẩn một chút ở bên ngoài thôi. Cái này tí vệ sinh một chút là sẽ hết nhé. Đấy, hàng rất là mới cứng luôn. Đây vệ sinh luôn đi em. Đây là tem này. SKS7100 sản xuất 100% tại Nhật này. Điện 100V, công suất 115W nhé. 215W sửa. Sửa 25W này. Đấy. Cái chất da của Nhật này. Đấy, mọi người thấy nhìn này. Đấy. Nhìn nó rất là lì, rất là đẹp. Và cái tuổi thọ của cái da của Nhật này thì rất là bền rồi. Không cần quảng cáo hay lăng xê quá nhiều, nhưng mà cái vẻ đẹp từ chất lượng thì nó vẫn cứ toát lên. Đấy, vẻ đẹp từ chất lượng vẫn cứ toát lên. Cắm điện test cho mọi người. Ở hai bên thì cái này nó viền gỗ này. Vân gỗ này mọi người. Da này thì nó là dạng da cao cấp của Nhật này. Nó dùng nhiều nó cũng không bị nổ hay bong chóc. Hàng này thì ở bên Nhật cũng không có nhiều. Nên là ví dụ anh em nào mà có muốn mua độ hai con liền lúc thì cũng không có. Cái con này thì nó không có nhiều. Ở bên Nhật thì cũng không có nhiều. Lâu lâu săn về cho anh em một con thôi. Để chuyển được một con này về thì nó cũng tốn khá là nhiều công, mất khá nhiều thời gian. Đấy, từ lúc mua cho đến nó chuyển về nhiều công đoạn. SKS7100. Bây giờ sẽ vệ sinh như một chút xong rồi mọi người sẽ thấy ngay nó mới như thế nào. Bây giờ sẽ vệ sinh như một chút nha mọi người nhé. Rồi ok, đã vệ sinh xong mọi người nhá. Đây cho mọi người xem này, hàng nó đẹp chưa. Ui giời. Ôi giời, mới cứng luôn nha mọi người nhá. Da nó căng nó mới này mọi người nhìn này. Đấy, gối thì có chữ Fujizuki này. Lưng này, tấm lưng này nó căng mọng luôn. Đấy, điều khiển mới tinh luôn này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Bên đây nha. Đấy. Đẹp, không tì vết cho các bác, các anh chị em luôn.
Mẫu này thì nó sẽ tương đương với cái hàng mới nha mọi người nhá, tương đương với cái ghế mới, hàng siêu lướt. Nó không bị chảy xước bất kỳ một tí nào, một vết nào luôn, và nguyên bản 100%. Đấy, vừa khui ra như thế nào là nguyên bản hết như thế cho mọi người. Đây, bên trong này tất cả đều rất là mới. Đó. Ở cái bản này thì nó có dây sưởi nhá mọi người nhá, dây sưởi hai bên này. Đấy, và dòng này thì nó có trí tuệ nhân tạo AI, massage 5D AI. Kiểu dáng nó cũng rất là đẹp. Đấy, may rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, nếu mà các bác anh chị em mà muốn mình có một cái sức khỏe nó dẻo dai hơn, sống khỏe hơn, thì chúng ta hãy đầu tư lấy một cái ghế massage để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình như này nhá. Giá ghế này hiện đang có mức giá là 85 triệu bao ship và tặng biến áp toàn quốc cho mọi người. Hàng lướt mới 98%. Bao ship và tặng biến áp nhá. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 4 năm, bảo trì trọn đời cho tất cả các bác anh chị em. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ tới shop qua số là 0964 480 666 mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.